Chào mừng mọi người đến với kênh channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái đồng hồ đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng. Thì thương hiệu hôm nay mình chia sẻ cho các bạn đó là thương hiệu của Versace. Thì cái này mình hay đọc là Versace ha, đọc Versace cho nó dễ đi. Rồi, bây giờ mình vào video để mà mình review cho các bạn xem luôn ha. Thì trên tay mình là một cái chiếc hộp được bọc một cái miếng giấy. Nói chung là Versace lúc nào cũng vậy. Thì cái thằng Versace này mình thấy là nó sẽ có hai cái phiên bản. Một cái phiên bản là cái hộp này và một phiên bản là cái hộp nhỏ hơn nữa. Thì mọi người mua thì mình tới để cái đó cho mình ha. Rồi bây giờ mình mở bên trong các bạn xem luôn. Thì bên trong đây là một cái hộp Versace đó, thấy chưa? Nó làm bằng màu vàng hết luôn, rất là đẹp nha. Rồi bây giờ mình mở cái hộp ở trong đi ha. Bên trong thì nó sẽ có thêm một cái hộp nữa và một cái miếng mút nè, đó mọi người mở ra. Rồi mọi người sẽ lấy nó ra. Đó, mình sẽ cho các bạn coi từng chi tiết đi ha. Thì ở đây nó sẽ có một cuốn sách nè mọi người, cuốn sách hướng dẫn của vỏ sạc nè ha. Đó. Thì cái này mình nghĩ chắc không cần à, ở trong cuốn sách này nó có một cái thẻ nữa. Thẻ cái thẻ bảo hành nè, đó. Cái thẻ này thì mình thấy nó để ngoài sau là nó sẽ có một cái có thêm một cái miếng gì nữa, cái đó chỉ là cái thương hiệu thôi. Rồi nó sẽ có một cái bọc nhung, bọc này để mà mọi người đựng đồng hồ nè ha. Đó, thường thường mình sẽ để đây. Thì tiếp đến là một cái hộp bằng da nè mọi người, rất là đẹp và có cái hình logo của thằng Medusa ở đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem cái thằng nhân vật chính đây, thấy chưa? Cái hộp bên trong nè cũng có chữ vải sạc là bằng nhung hết, tất cả mọi thứ là bằng nhung hết, rất là đẹp luôn. Thì cái phiên bản này hôm nay mình mua thì đặc biệt thì nó sẽ cho mình thêm một cái cây này để chúng ta chỉnh giờ đó, cây này. Rồi cũng cái hình của cái thằng Medusa luôn ha. Rồi thì đây trên tay mình là một cái đồng hồ cực kỳ đẹp luôn, nói chung mình rất là thích cái phiên bản này. Nhìn nó rất là sang và nó thiết kế của vỏ sạc rất là sang và rất là hiện đại luôn mọi người. Nói chung là nhìn rất là lạ. Cái bạn mang cái đồng hồ này đi ra đường là hầu như là ai cũng sẽ để ý hết. Đây, đồng hồ này mọi người thấy không? Rất là đẹp luôn. Ở trong là nó sẽ là khảm chai nè mọi người. Và cái viền của nó nè, chúng mình sẽ nói cái viền sau đi ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở này ra mọi người xem đi ha, cho dễ. Thì trên tay mình á là một cái đồng hồ vỏ sạc mà rất là đẹp luôn. Mình thấy là nói chung là cái em này á, hầu như là những bạn nữ mà nhìn một cái loạt nhìn đầu tiên thôi là mọi người sẽ thích được cái đồng hồ này liền luôn. Thì cái em này nè, mình thấy là ở mặt trước ha, mọi người thấy không? Nó sẽ có cái mặt logo của thằng Medusa. Thì ở trong nó sẽ có khảm chai cho mọi người luôn. Và nó sẽ bốn cái góc của cái chỉ giờ 12, 3, 6, 9 nó sẽ có thêm những cái viên cũng như là những cái viên kim loại mọi người, để nó làm cho cách điệu hơn, đẹp hơn một xíu. Đây mọi người thấy không? Nhìn rất là đẹp luôn. Rồi, mặt sau thì nó sẽ có cái khóa. Cái khóa này thì mình thấy nó có chữ Versace luôn mọi người nè. Đó, thấy chưa? Nhìn rất là đẹp cái khóa đó. Thì đây, cách mở của em này rất là đơn giản. Mình chỉ cần mở lên, gạt nó lên thôi. Đó, rồi chúng ta lấy ra. Đó. Đây, thì cái em này đặc biệt một điều là khi mà các bạn có thể mang được hai mặt luôn. Khi mà các bạn chán mặt này rồi đúng không, thì các bạn có thể xoay đó, chúng ta xoay nè ha, xoay sang cái mặt khác. Thì mặt khác này sẽ có cái chữ vỏ sạc, những cái chữ vỏ sạc nó đi theo một cái đường tròn luôn, nhìn rất là đẳng cấp luôn mọi người. Nói chung là em này mình thấy là những chị nào á, mà đang có ý định muốn mua rồi thì chúng ta nên mua cái đồng hồ này, nên tậu nó ở cái bộ sưu tập đồng hồ của mình ha. Nói chung là cái em này mình thấy là cái giá mà chưa sale của nó đến cả 50 triệu luôn. 50 triệu hoặc là hơn mọi người. Thì cái giá này mình bán chỉ còn là mười mấy triệu thôi. Thì cái giá thì các bạn inbox thì mình sẽ trả lời cho các bạn cái giá đó ha. Đây, mặt kính của em này là mặt kính sapphire luôn nha mọi người. Rất là chắc. Nhưng mà thật chất thì mọi người cũng nên giữ kỹ nó. Kính sapphire mà mình thấy là tốt nhất á, chỉ có hãng của Rado thôi. Rado thì nó rất là bền luôn cái kính sapphire. Còn những cái hãng khác á, mình nghĩ là nó sẽ chày, chứ không phải không chày. Khi mà các bạn tác động rất là mạnh nó sẽ chày. Thì cái phần thép này là thép của Versace á, thì mình thấy nó làm thép kiểu như là cao cấp của mọi người, thép 316L.
Đó thì ở trong cái giới mà kim loại người ta sẽ hiểu hơn thôi ha. Còn cái về cái phần dây mọi người thấy không? Phần dây rất là đẹp luôn. Phần dây này nó làm theo kiểu như là dạng những viên bi á, nó đang chéo nè, nó đang vô, đang thẳng đều nè, không? Nhìn rất là đẳng cấp luôn mọi người. Nói chung mình thấy là cái em này đẹp từ đầu đến cuối luôn á, không có cái gì mà để chê hết. Còn mặt sau nè mọi người. Mặt sau thì nó làm màu màu vàng luôn và có cái logo của Medusa luôn ha mọi người. Thì cái mặt sau nó sẽ có một cái lỗ, khi mà các bạn muốn chỉnh giờ thì chúng ta hãy dùng một cái miếng này. Đó, cái miếng này là mình đã nói rồi nè, thấy không? Thì cái miếng này là một cái cây gì đó mình để mình chọt nó vào đây nè. Đó, để chúng ta muốn chỉnh giờ chúng ta cứ bấm vào cái lỗ này, chúng ta bấm mạnh vô đó thì nó sẽ cái kim nó sẽ chạy nè. Khi nào mà chúng ta thấy nó hợp lý thôi thì chúng ta dừng lại thôi. Đó, thấy chưa? Đó. Thì em này thì nó chạy pin thôi mọi người, chứ nó không phải là chạy auto nha. Mình thấy vừa sạc mà auto thì nó hơi bị hiếm đó mọi người. Đó, mình thấy nè, các bạn để ý nè, những ngay cái khúc mà chỗ mà do nó tiếp xúc với lại cái đồng hồ, nó sẽ có hai cái viên này, hai viên bi này, nhìn rất là đẹp, hai cái chấu đó, mọi người. Còn cái này thì mọi người muốn thay đổi cái size tay của mình thì cứ đi ra ngoài tiệm á, người ta sẽ cắt cái mắt ra cho các bạn. Thì cái em vừa sạc này đúng không? Mọi người thấy không? Rất là đẹp luôn. Nói chung là mình nghĩ là mọi người nên tậu em nó liền, tại vì em này thật chất thì nói chung là nó cũng khang hàng với mọi người đó. Đây rồi, nếu mà mọi người thấy cái đồng hồ này đẹp thì mọi người thích thì mọi người cứ nhắn tin vào cái Facebook của mình. Facebook của mình là Ba Hải Gác, thì các bạn nhắn vào đó mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn ha, và mình sẽ gửi cho các bạn hình chi tiết của em nó. Còn không thì các bạn vào cái bay của mình là Super Gác. Và các bạn nhớ bấm mà like cái bài của mình nha mọi người. Còn nếu mà các bạn thấy cái video này nó hay, thấy đồng hồ đẹp thì mọi người nhớ cho mình một like và subscribe kênh YouTube của mình và bấm cái chuông thông báo kế bên để nhận những cái video mới nhất của mình luôn. Rồi, bye bye, chào tạm biệt mọi người.